Buổi chiều thứ hai sẽ vô cùng hấp dẫn vì Cartoon Network sẽ chiếu một loạt chương trình hài hước hoàn toàn mới mà chúng tôi gọi là thứ hai ngày vui vẻ. Đây là những chương trình mới nhất, hài hước nhất, kỳ lạ nhất và thú vị nhất. Chúng tôi muốn nói đến những chương trình hoàn toàn mới mà nhân vật làm những việc như thế này. Bên cạnh đó là những tập phim mới của chương trình yêu thích. Đó là thứ hai ngày vui vẻ từ 4:30 chiều thứ hai chỉ có trên Cartoon Network.